Những năm gần đây, với tinh thần nỗ lực, đổi mới, tiên phong, xung kích của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên Cảng Đà Nẵng đã ghi nhiều dấu ấn, đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều công trình thanh niên tiêu biểu có ý nghĩa thiết thực được thực hiện trong suốt nhiệm kỳ 2017-2022. Điểm nhấn nổi bật thời gian qua của tuổi trẻ Cảng Đà Nẵng là đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp, góp phần vào thành công chung của Cảng Đà Nẵng, hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiêu biểu là phong trào tuổi trẻ sáng tạo. Gắn với chủ đề năm 2021 của Cảng Đà Nẵng là năm chuyển đổi công nghệ số, Đoàn Cảng Đà Nẵng đã tham gia mạnh mẽ vào công cuộc chuyển đổi số, nhất là trong việc tư vấn hỗ trợ khách hàng sử dụng cảng điện tử Airport để thực hiện giao nhận container, tương tác với khách hàng qua tất cả các kênh, group chat Zalo, điện thoại, email, giúp khách hàng sử dụng Airport thuận lợi, hiệu quả. Chủ động phối hợp thực hiện các video clip hướng dẫn sử dụng Airport, đem đến cái nhìn trực quan sinh động cũng như hình ảnh về một cảng biển hiện đại thông minh. Đoàn viên thanh niên thì tôi nghĩ là luôn luôn phải có tinh thần tự rèn luyện học tập. Thì tôi nghĩ là phải nhanh chóng nắm bắt được những cái công nghệ mới và những cái lĩnh vực mới, đặc biệt là trong cái thời đại số 4.0. Thì tôi nghĩ đó là những cái nguyên liệu quý giá để mà tạo nên cái sự sáng tạo. Thì tôi nghĩ chỉ có sự sáng tạo thì mới góp phần tạo nên được những cái nổi bật, những cái bước tiến vượt bậc cho doanh nghiệp của mình cũng như là cho đất nước. Với việc đẩy mạnh chuyển đổi số, Cảng Đà Nẵng đã có một hệ sinh thái cảng biển khỏe mạnh, đạt được mục tiêu 3-0 không tiếp xúc, không dùng giấy tờ và không dùng tiền mặt, vừa tạo cơ chế chống dịch, vừa đảm bảo sự thông suốt trong chuỗi cung ứng hàng hóa, phát triển kinh tế, đưa đời sống người lao động từng bước được nâng cao. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng trong năm 2021 tăng trưởng gần 15% so với cùng kỳ. Đặc biệt, đối với sản lượng hàng container đạt 669.000 tiêu, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2020. Với mức tăng trưởng ấn tượng này đã giúp Cảng Đà Nẵng vượt hầu hết các chỉ tiêu năm 2021, doanh thu lần đầu tiên vượt 1.000 tỷ. Ban chấp hành đặt ra các mục tiêu, những nhiệm vụ trong cái công tác đào tạo, hướng dẫn đoàn viên thanh niên đi đầu trong cái công tác chuyển đổi số, tham gia vào tất cả các hoạt động, các dự án chuyển đổi số tại công ty, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay về chuyển đổi số đã tạo nên những cái động lực thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Và mình rất là mong rằng trong cái nhiệm kỳ này sẽ đạt được những thành tích cùng với công ty trong cái chuyển đổi số một cách là rất là vượt bậc. Các phong trào, hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được tiếp tục đẩy mạnh. Tiêu biểu là phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới với các hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ người dân tại huyện Hòa Vang phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, chủ động sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhiều chương trình ý nghĩa hỗ trợ động viên các hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống cũng đã được Đoàn Cảng Đà Nẵng tổ chức, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Đoàn Thanh niên Cảng Đà Nẵng đã tập trung thực hiện các cái chỉ đạo cũng như cái chủ trương của Ban Thường vụ Thành đoàn, và trong đó cũng đã tập trung các cái nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm để từ đó tạo ra một khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên của Cảng Đà Nẵng. Mặc dù đoàn thanh niên Cảng Đà Nẵng là một trong những đơn vị đặc thù, thì ban chấp hành đoàn thanh niên Cảng Đà Nẵng cũng đã có hướng đi riêng để phù hợp với cái tình hình cũng như là cái tính chất đặc thù của đơn vị, giúp cho cái phong trào của đơn vị có màu sắc riêng. Tuy đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng Đoàn Cảng Đà Nẵng đã linh hoạt đổi mới các chương trình hành động, qua đó khẳng định sức sáng tạo, tính tiên phong của tuổi trẻ đơn vị, góp phần cùng Cảng Đà Nẵng tiếp tục đà tăng trưởng, phát triển, tạo nên nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.